tại làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, nơi đang chăm sóc nuôi dưỡng 110 cháu mồ côi tàn tật bị nhiễm chất độc da cam. Đồng chí Dương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy đã ân cần hỏi thăm đời sống, điều kiện sinh hoạt và học tập của các cháu, đồng thời trao các phần quà và chúc các cháu đón ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, đầm ấm. Mong muốn các cháu nỗ lực trong học tập rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng động viên cán bộ nhân viên làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, tạo môi trường thuận lợi nhất để các cháu phát triển toàn diện. Cũng nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy và các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cho các cháu gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.